Nếu bạn đang xem video này, thì có lẽ bạn đã cố gắng giảm cân nhưng chưa thành công. Việc đặt mục tiêu quá xa vời và không thực tế, được xem là nguyên nhân phổ biến làm cản trở bạn. Dưới đây là một vài cách lên mục tiêu giảm cân thông minh và những chiến lược hiệu quả có thể giúp bạn giảm cân thành công. Đầu tiên thì các nghiên cứu về giảm cân đã chỉ ra rằng, thiết lập mục tiêu là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình giảm cân. Vì sao ư? Bởi vì việc đặt các mục tiêu ăn kiêng ngắn hạn thường cho bạn lộ trình cho sức khỏe và thể chất lâu dài. Ví dụ, người ta thường đặt mục tiêu dài hạn, có thể là giảm 20 cân, hay bụng mỡ thành bụng 6 múi. Đây thực sự là ước mơ của nhiều người. Nhưng nếu bạn giảm cân với tốc độ hợp lý, có thể mất 5 đến 6 tháng, hoặc thậm chí 1 năm để đạt được mục tiêu. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu giảm cân ngắn hạn, bạn sẽ có lý do để ăn mừng trong suốt cuộc hành trình. Những thành tích nhỏ này giúp bạn tiếp thêm động lực và duy trì sự kỷ luật để bạn có thể về đến đích. Vậy cách đặt mục tiêu giảm cân dài hạn và ngắn hạn như thế nào? Thì chúng ta vẫn sẽ dựa vào cách đặt mục tiêu SMART thôi. Mục tiêu thông minh là những mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có khả năng hoàn thành, phù hợp và có hạn mốc. Cá nhân hóa mục tiêu giảm cân. Hiện nay, người ta rất dễ bị cuốn theo những quảng cáo phóng đại về các chương trình ăn kiêng phổ biến giảm cân thần tốc. Đối với hầu hết mọi người, những chương trình đó không lành mạnh hoặc không thực tế. Các mục tiêu bạn đặt ra phải phù hợp với nhu cầu, lối sống và hoàn cảnh cụ thể của bạn. Ví dụ như, giảm từ 0.5 đến 1 kg mỗi tuần thông qua chế độ ăn kiêng và tập thể dục được coi là hợp lý. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington phát hiện ra rằng đôi khi mọi người không thích các tiêu chuẩn khắt khe được đặt ra bởi nhiều kế hoạch giảm cân. Vì vậy, hãy chọn một kế hoạch và thực hiện các điều chỉnh dựa trên lối sống và sở thích của bạn. Trước khi bạn đầu tư thời gian hoặc tiền bạc cho việc giảm cân, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi quan trọng về những gì bạn hy vọng đạt được. Về lâu dài, việc này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và giải quyết các thách thức xuất hiện trong quá trình giảm cân. Mục tiêu giảm cân có thể đo lường được. Cái điều phổ biến nhất của những người giảm cân thất bại là đặt mục tiêu cho có kiểu như mấy cái chung chung. Tôi muốn đẹp, tôi muốn khỏe, tôi muốn eo thon, tôi muốn có múi bụng, muốn giảm mỡ đùi, vân vân. Khi bạn thiết lập chiến lược ăn kiêng của mình, thì trong bản kế hoạch phải có những yếu tố đo lường được sự tiến bộ. Việc cân thường được xem là phương pháp dễ dàng nhất để đo lường tiến trình giảm cân, miễn là bạn cân đúng cách. Nhưng hãy nhớ rằng, có nhiều cách khác để đánh giá cân nặng của bạn. Nếu bạn có tiền sử về cân nặng dao động lớn, hoặc rối loạn ăn uống, thì việc tự cân mỗi ngày có thể không phải là một việc nên làm. Do đó, chúng ta có thể xem xét các chỉ số khác bao gồm chất lượng giấc ngủ, thời gian tập luyện, mức năng lượng trong ngày, sự kỷ luật với chế độ ăn kiêng, sự thay đổi của hình thể, vân vân. Nên viết mục tiêu của mình ra. Nếu mục tiêu mà bạn chỉ nghĩ trong đầu thì không ăn thua đâu. Hãy viết nó xuống, với những mục tiêu dài hạn thì sẽ cần nhiều thời gian, và nó được cấu thành từ nhiều mục tiêu ngắn hạn. Các mục tiêu ngắn hạn đóng vai trò là bước đệm để đạt được mục tiêu lớn. Ok. Khi các mục tiêu đã được viết ra, hãy để chúng ở nơi mà bạn nhìn thấy chúng hàng ngày, để nhắc nhở và cam kết thực hiện. Bạn có thể cho nó thành nhắc nhở trong điện thoại, hay màn hình máy tính, hoặc dưới dạng to-do list. Nhưng mà đỉnh nhất là bạn viết nó ra giấy, một danh sách các việc trong ngày hôm đó. Ví dụ như, giảm một chén cơm mỗi bữa, ăn thêm 2 cái trứng trong ngày, tập 60 phút từ 16 giờ đến 17 giờ, bài tập gì là tùy các bạn ghi nhé, uống đủ 3 lít nước trong ngày, ngủ trước 23 giờ, vân vân. Cái cảm giác mà hoàn thành xong mấy cái mục tiêu nhỏ này, và gạch bỏ nó, thì trời ơi nó sướng. Đây chính là thứ sẽ tiếp thêm nhiều động lực cho bạn. Giảm cân không chỉ là cân nặng. Nghe hơi buồn cười nhưng trong kế hoạch giảm cân, bạn nên có thêm những mục tiêu khác, không liên quan đến cân nặng. Ví dụ như là, chống đẩy được 100 cái dưới 10 phút, tập được 10 cái kéo xà liên tục. Hay xa hơn là cải thiện sức khỏe tim mạch, nâng cao hiệu suất thể thao, tăng trao đổi chất, hình thành thói quen tập luyện, hay đọc nhãn khi mua thực phẩm. Những thứ này với nhiều người thì không liên quan đến cân nặng, nhưng thực tế thì lại khác. Khi mục tiêu của bạn sang một cái gì đó,
hữu hình khác cân nặng, một cái gì đó bạn có thể nhìn thấy, cảm thấy và chạm vào được, thì nó sẽ khiến bạn thỏa mãn hơn, có thêm nhiều động lực. Thiết lập mục tiêu có vẻ như là một việc tầm thường, nhưng nó có thể là yếu tố then chốt, dẫn đến sự thành công trong việc giảm cân. Chưa kể nó sẽ có ích cho bạn, trong quá trình quản lý cân nặng, giúp bạn luôn tự tin và vượt qua những rào cản tâm lý, khiến mình chùng bước. Mong rằng, bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.